Hạnh xin chào bà cô chú chị các bạn. Vì Hạnh đã đến cửa hàng nhôm kính Phúc Khải. Hôm nay anh Phúc có làm cái sân là đặng anh làm cái nhà tiền chế nào đó cho nó dễ dàng hơn, nó rộng rãi á. Rồi gia đình của cô Tiên ở Mỹ á, thấy gì cũng hỗ trợ phần xi măng cho anh làm cái nền cho sạch sẽ, đặng anh dễ làm việc hơn. Giờ anh cũng đang khởi công làm cái nền. Phí làm cái xưởng thì chi phí cao nên ảnh không có làm được. Bây giờ ảnh làm cái phần nền trước và ảnh che lưới lưới lan để cho nó mát đặng ảnh làm. Mấy anh thợ này đang làm kỹ căng nước luôn, làm cái nền để cho anh Phúc giữ ha. Cái gì phải cho nó đẹp được chứ. Cái này mình làm kiên cố cái nền luôn hả Vĩnh Phúc? Cái này anh cũng làm tạm đỡ đặng có cái mặt bằng làm những cái nhà tình thương sau này. Để em cho nó dễ ha. Cho nó dễ mình bằng, nó bằng phẳng. Còn ở trong nhà mình thì nhỏ quá không có làm được, hàng thì nó không có được. Nhà nhỏ quá với không có làm được chứ mình không có mà trải nguyên cái nhà mình lắp sẵn á, mình lại mình dựng thì nó mau hơn. Nó tiện hơn ha. Rồi, nó tiện. Còn trên đây thì mình đâu có làm cái tiền chế này ra được hả? Cái này anh cũng chưa có kinh phí làm á, anh tính làm đỡ rồi che cái lưới lan cho nó mát mát, đặng có mặt bằng làm cho nó mát được. Chứ mình làm cái tiền chế này chắc như tiền ta mấy chục triệu mới được hả? Chế này chắc cũng khoảng 30 mấy triệu á mà. Rồi cái sân mình nó rộng nè, làm dài ra thì nó sẽ làm dễ hơn. Cái nhà thì nó dài đó, mình cắt đồ cũng dễ ha, gáp nó dễ hơn. Mình vận chuyển đồ cũng dễ. Dạ. Chứ hồi bữa làm cái đầu tiên thì thấy nó cũng khó khăn quá, dạ, nó không có mặt bằng. Với mưa gió rồi sình bùng rồi nó cũng ấy. Thì cái này mình cũng tính làm nhà tiền chế mà thấp quá thì nó nóng, mình tính làm cho nó cao nó thoáng. Với cây thì mình nghiêng dơ lên đi xuống thì nó cũng dễ ha, thấp quá thì mình không có giờ mình dễ thó. Mình quơ đồ nó không có đụng, mình chở đầu rồi đó. Làm thấp thì nó ít tiền hơn, cao thì phải 30 mấy triệu mới được. Thì cũng nhờ chú Sang bên Mỹ cũng hỗ trợ một ít xi măng nặng chán cây xăng. Cũng cảm ơn chú Sang với cô Tiên rất nhiều. Gia đình của chú Sang với cô Tiên ở Mỹ hỗ trợ phần xi măng cho anh Phúc. Còn mấy anh thợ này thì chỉ làm giúp thôi. Hỗ trợ luôn. Cũng có Thạch cũng làm chung. Yeah. Rồi anh Nam ở Giang này cũng cũng anh ở bên vợ cũng qua tiếp với Củ Phấn cũng sát bên nhà. Vậy đó ha. Chùm sớm là tiếp lẫn nhau ha. Bởi vì ở dưới quê tiếp với nhau mà không có công bọng gì. Cơm là được đúng không? Chỉ là được mâm cơm chiều là được rồi. Sao mà mình khung khung là sao? Để ngày trước nghe mình gạt nữa. Rồi mình làm cái tới đó luôn hả? Dạ dữ kìa, thêm một hở nữa kìa. Rồi bánh nước, vô đây. Còn sao mà dở nhọc lên, đừng ngồi xuống đi. Bên. Lên. Rồi, anh quay xuống đây đi. Bây giờ để trên này chạy trước cái trên này hả? Dạ, hả? Xuống đó luôn. Anh để đây, anh chạy hết cái đống đá đó, anh mới lôi lên đây được. Mất hết cái đống đá, mình cũng đừng đi. Ghe xuống. Cũng ghe, yeah, ghe, yeah, muốn lôi miền cái này đó. Đúng không? Muốn dính tiếp chẳng? Dính tiếp là xuống. Đâu rồi, xuống đây. Yeah.
này chắc không nhiêu bao thôi anh Trang. Phía cái nền này thì nâng cao thì sẽ tiền nhiều lắm, nên anh làm thấp thôi, làm đỡ, nếu nữa anh có kinh phí thì anh sẽ làm sẽ lên thêm. Phải thấp nha, cái này đâu có được 5 phân không? Không có ăn tất đâu.
Ngọt ơi, chưa mà ông khác rồi.
cũng tiện quá nè. Rồi, cho biết như vậy vậy? Cho dưới cho đủ, chưa đủ. Dặn lại. Đổ xuống cái lần đó nó sạt lại nhanh ha. Mình này kéo này trên này xuống. Tới chốt luôn, lên dốc luôn. Này đó này nó nhuyễn cái nó nhìn đây án yên quá ha. Sao này nó khô luôn rồi. Thank you.
to cho đẹp nha. Đường đi luôn rồi, là hoàn thành rồi đó nghe anh Phúc, đẹp quá rồi. Chỗ làm cũng phần đây sạch sẽ đó, mưa là hết sợ dơ rồi đó. Ồ đúng rồi, được này là quá im luôn rồi, mấy không? Ôi mời nó che nó không chạy đường này đâu rồi đổ, làm gì? Đâu đường kia, lát rồi đâu có đường này đâu. Quá nhiệt tình này, mấy đứa bé này giúp mà ăn cơm mà cũng nhiệt tình vậy đó hả? Ê, nãy em nói với ông thợ á, giúp anh ăn cơm, giúp em ăn phở không chịu giúp luôn. Hỏi lấy tiền người ta đãi phở luôn. Chừng không đủ nữa không? Thêm một tối nữa nè. Anh chán cái thợ chán, thợ chán. Đi với cái nền xong rồi nè, còn nhiêu nó rồi rồi. Nhìn người nào nấy kìa, sờ dính xi măng đầy hết rồi. Cái xăng này là anh chán không á hả? Anh kéo xăng này không hả? Quá trời bằng luôn rồi kìa. Ở trong kia làm trước cái nó khô nó trắng xi măng rồi kìa. Xăng của anh Phúc cũng làm xong rồi. Số phần xăng này thì cô Tiên, gia đình cô Tiên ở Mỹ hỗ trợ xi măng. Mà sáng thì mua có 25 bao, giờ thiếu 10 bao. Nên 10 bao nhiêu anh Phúc? Dạ, 800 rưỡi. 800 rưỡi gì em gửi luôn đi ha. Dạ. Để anh chịu đi. Cảm ơn cô Tiên với Bến Hạnh rất nhiều. Rồi này em gửi này còn dư 100 mấy thì mua gì cho mấy ông anh dùng luôn đi ha. Còn gì cũng cảm ơn em nhiều. Rồi anh Phúc, cảm ơn gia đình cô Tiên ở Mỹ là được rồi. Cảm ơn gia đình cô Tiên ở Mỹ. Cái phần nền này em làm xong cho anh này là hôm nãy anh nói anh che cái gì ra quên này. Tính mua mấy cây sắt anh chổi đỡ lên đặng anh che cái lưới lan á, đặng làm cho nó cho mát. Cho nó mát ha. Rồi anh sẽ đi làm, cố gắng đi làm đặng kiếm tiền, đặng anh sẽ che cái máy đặng tránh nắng tránh mưa. Cái máy tiền chế ra tới đây là nó rộng lắm anh Hạnh Phúc. Là chứa đồ rồi luôn, đặng mình dễ làm mình ha. Để đồ để kiến bọng rồi mình khỏi đi cắt lẻ. Đúng rồi, làm gì nó tiện hơn. Mình mua đồ nhiều về nó rẻ hơn mình rẻ mua này. Mình tính giá rẻ một chút. Mình tính giá nhà cũng rẻ một tí. Dạ. Được, được. Thay mặt gia đình anh Phúc á, xin cảm ơn gia đình cô Tiên. Chúc gia đình cô Tiên luôn luôn được dồi dào sức khỏe và luôn luôn thành công trong công việc. Rồi video của Hạnh đến nay kết thúc. Hạnh cảm ơn bà cô chú chị các bạn trong thời gian qua ủng hộ kênh Bích Hạnh miền Tây. Hạnh xin chúc bà cô chú chị các bạn được nhiều sức khỏe và nhiều thành công cuộc sống. Xin chào và hẹn gặp lại. Cảm ơn cô Tiên rất nhiều. Rồi xin phép anh Phúc em về luôn nha. Rồi xin chào mấy anh thợ nha. Cảm ơn rất nhiều nha.